Xin chào các bạn. Nay mình quay mình gác cái dàn hoa giấy ở trên ban công chung cư nhá. Đấy, hoa rất là đẹp. Đấy, hoa tím Huế. Mọi người. Các bạn nhìn dàn hoa giấy nó đu trên ban công nhá. Cái này là không phải gác mà là đu nhá, đu trên, đu cái mặt dưới của lô gia của ban công, đẹp chưa? Đấy, hoa giấy quá tuyệt vời luôn, quá xuất sắc luôn. Đây, các bạn nhìn cái bông này, ui cái chùm này tuyệt vời luôn nhỉ, chùm này nhìn phê mê ly luôn. Xin chào các bạn nhá. Nay ở nhà nghỉ rảnh rỗi nên là mình chia sẻ mọi người cái video về mình sẽ nâng cái dàn hoa giấy của mình nó bám sát vào trần nhé, bám sát vào cái ban công kìa. Đây cái lô gia của chung cư, lô gia của chung cư nhà mình thì cái chiều dài là 4 mét, còn chiều rộng là khoảng 1 mét. Thế mình cho cái cây hoa giấy nó bám lên cái trên phía trên, đu treo lên cái trên ban công nhá, để cho nó rủ hoa xuống. Đấy các bạn nhìn thấy rủ hoa xuống rất là đẹp, hai cây hai bên, cây bên này là đang nuôi. Đấy. Thế bây giờ cái chỗ này này, cái điểm chỗ giữa này bây giờ nó đang sệ, cái điểm đầu này thì ok, nhưng cái điểm giữa này những cành nó còn bé nên nó đang bị sệ xuống. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ cho dây vít, mình sẽ vít cho nó gọn lên để nhìn cho nó thẳng, cho nó đẹp. Đấy, đây, các bạn quay các bạn chiêm ngưỡng cái cây hoa giấy nhá. Chưa, hoa giấy tung hoa luôn các bạn ạ. Quá nhiều hoa luôn. Đẹp thế. Đây các bạn nhìn này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nó bám sát vào đây. Đấy, bám sát vào nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy các bạn nhìn nhá, cái cây này bây giờ nó võng võng xuống này, bây giờ mình muốn là cho nó kéo lên trên, cho nó sát bám sát lên trên cho nó đẹp. Đấy. Đấy các bạn nhá, cái dàn hoa giấy mình vừa gỡ nó ra. Đấy, bây giờ mình treo một cái dây kia. Đấy, mình làm một cái dây ngang kia, để trong bên nó sẽ đu vào. Thực ra là cái dây này của mình nó, mình không có cái gông cho nên là nó cũng không được căng lắm. Nhưng mà thôi cũng được, không sao cả. Bởi vì nó cũng nhẹ thôi. Đây các bạn nhìn này. Đấy nhá. Mình quay ngược sáng đi nên là không được sáng lắm. Đấy, vít đi nhá. Đấy, xong là cái dây này. Đấy, dây căng từ đồng kia đến đằng này. Đấy, hoa. Đấy, xong tí nữa mình sẽ treo đu lên nhá. Wow, cây làm kiến quá. Không được tổ kiến ở đâu mà nó lại đầy trên cái cây hoa giấy này. Đấy, đây cho nó leo leo ban công đấy các bạn nhá.
bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ vít nó lên nhá. Chưa, dây nó không được căng lắm nhưng cũng được ạ, ngon hơn lúc trước. Rất là khó sỏ là ok đấy, đẹp chưa? Tuyệt vời chưa? Đấy. Bám sát lên, sát lên trên trần, sát lên trên trần.
quá. Đấy. Thấy chưa? Thế là nó đã gọn sát lên trần các bạn nhé. Ôm sát vào trần. Thì tí nữa mình sẽ tức là chơi hết lứa hoa này thì mình sẽ cắt gọn, cắt tỉa gọn thì nó sẽ gọn lên trên để đợi cái lứa hoa tiếp theo. Đấy. Hiện tại bây giờ cái cành nó còn yếu cho nên là mình phải cần vít như vậy. Cứ đến sau này thì cái cành nó cứng rồi mà cây bên kia hai cây nó níu vào nhau ấy. Là nó dần dần cái cành nó cứng thì nó sẽ tự nó gọn được nhá. Đấy, các bạn thấy chưa, đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Cho các bạn xem cái bông tìm Huế này. Bông đẹp chưa? Những ngược sáng này không nhìn được. Được căng đét. Đây là kết quả sau khi mình vít lại cái dàn hoa giấy nó lên trên trần ban công nhá các bạn nhá. Đấy. Bây giờ nó gọn hết rồi. Đấy, từ góc bên này sang góc bên kia. Đấy, nó sát lên. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn.